ty hàng chuẩn chính hãng luôn, Nature. Nó chế về biết cái hãng này nó tốt lắm, hãng này tốt cực kỳ luôn. Nó sẽ ngăn ngừa ngứa nè, bị viêm, bị nhiễm, bị ngứa, bị hôi, bị huyết trắng nhiều. Xài trước khi kinh nguyệt, đến một tuần sau khi kinh nguyệt là nó sạch sẽ, ra nó là không hề có mùi gì luôn. Một hộp như vậy em bán có 250 thôi. Chị em mua về mà dùng. Mua cái gì cũng được hết á. Phụ nữ cái gì cũng được hết á, nhưng mà hả, đừng có thiếu cái chai dung dịch vệ sinh phụ nữ. Tại vì mấy chế biết không, nhiều khi mà mấy chế bị viêm, bị nhiễm á, hoặc là mùa đông này mà mặc quần á mà bị hầm á, nó bị ngứa hay gì đó, trời ơi, đi khó chịu lắm. Mà mấy chế biết không, mỗi lần em rửa cái này sẵn khoái cực kỳ luôn, biết sao không, rửa vô nó sạch sẽ. Cái cảm giác của mình biết, cái cảm giác của mình cảm nhận được là nó sạch sẽ, nó thoải mái, nó thoáng mát lắm. Thiệt luôn á, cái chai như vậy em bán có 250 thôi mấy chế. Nó một chai 250 như thế, em nói thiệt với mấy chế rẻ lắm, mà mấy chế không phải xài. Em tháo cho mấy chế xem. Mấy chế không phải xài được có 1-2 tháng đâu, 6 tháng trở lên. Thật, 6 tháng trở lên để em tháo một chai cho mấy chế xem, 6 ra em mua nữa chứ gì. Em mua 20 chai rồi, tháo ra cái em mua nữa. Tại vì khi mình tháo hàng cho khách coi, nhiều khách nó khó lòng á mấy chế. Người ta không chịu lấy đâu. Còn nhiều khách như chị em á, tin à, dễ tính thì bán cũng được. Dạ. Ai bỏ tiền ra mua, người ta cũng muốn mua cái tốt mà. Em tháo ở dưới đi, tại nó có một cái tem chống hàng giả để em còn bán. Khi em mua 3 chai rồi đó, bữa em tháo lên chai cũng mất con chai nữa rồi. Nó như thế này, nó to đùng cả gang tay của em á chứ, cả gang tay luôn. Xài đã đời luôn, 150ml mà, 150ml mà. Xài đã lắm, thầy im lắm. Thiệt luôn, không ai bán hàng mà tháo ra cho coi đâu. Em bình thường lắm, tại vì em nghĩ cái này nắp này mình cũng chưa có dặn mà nè. Xài đã lắm á mấy chế. Xài im lắm. Chị em nào mà mua một chai về mà để gì mà xài. Như mùa đông này nè, mặc mấy cái quần jean hoặc mấy cái quần lông ấy, nó ẩm, nó hoặc là đi toilet rồi này kia, mình không sạch sẽ gì đó là nó sẽ bị ngứa đó mấy chế. Nó sẽ bị ngứa, thì mình mua một chai này về mình xài là ok. Ngày rửa 2 lần cũng được, em rửa 2 lần luôn, em rửa 2 lần. Tại vì phụ nữ mà, có gì đâu, em bán hàng cũng đa phần phụ nữ coi mà. Thì mình biết cái gì thì mình nói cho người ta biết là, ví dụ như mấy chế tin thì mấy chế mua, còn không tin thì cũng không sao à. Tại vì có những chế người ta sẽ tự người ta mua, người ta xài những cái loại người ta quen rồi đó. Hồi xưa em hay xài dạ hương á, nhưng mà sau này em không xài nữa. Vì tính ra dạ hương một chai nhỏ xíu mà đã 100 mấy rồi, mà xài cái đó nó không tốt, thiệt tình mà nói. Hồi xưa em chuyên gia xài dạ hương á, nhưng mà sau này em không xài nữa. Sau này em xài chai này, giờ ở nhà em có một chai ở chỗ làm này nè, làm có một chai. Đôi khi mà đi toilet nhiều quá, ta tầm đi 3-4 lần một ngày, em cũng rửa một lần nữa chứ nó sạch sẽ mới chứ, cho nó sạch sẽ. Vâng rồi mấy chứ ơi, chế nào mua tẩy tế bào chết nữa nói em nha, mua tẩy tế bào chết nữa nói em, một chai như vậy 250 nha mấy chứ ha. Cái tẩy tế bào chết này cũng khoái lắm. Một chai tẩy tế bào chết như thế này là 250 nha mấy chứ ha. 250 tẩy được toàn thân, tẩy da mặt luôn. Tẩy da mặt, tẩy đầu này kia được hết luôn á. Trời ơi, cái lưỡi đau quá anh ơi. Tẩy được hết. Dạ, tẩy được hết đó mấy chế ơi, mua về mà dùng. Dạ, mấy chế thích cái gì thì mấy chế hỏi em nha. Tại em còn em mới biết đường em trả lời mấy chế chứ. Mấy chế im hết tội nghiệp em. Dạ, im hết, em đâu biết đường đâu mà. Khổ lắm mấy chú, bán hàng mà mấy chế im thế tội nghiệp em. Mấy chế muốn em bán cái gì mấy chế nói nha, bán quần áo cái gì đó mấy chế nói em đi kiếm quần áo bán cho. Em đi kiếm quần áo bán cho mấy chế nha.